Đụng lóc chứ, đụng lóc đầu chứ. Đụng lóc đầu, 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 đụng
tao này là hai cậu rồi. Không đổi nó ra nó chịu không nổi. Tại vì lấy tấm cái banh này lắm. Sao? Đúng không?
Mấy cái này nè. Cái này nè. Cái này nè. Khoảng đầu nó ngoài đó. Đây giờ đánh người yếu chị, đánh người mạnh á. Wow, trời ơi. Rõ ràng thấy trên đường không chạy qua kia xong quanh về đây. Đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời ơi, nó được qua chỗ đây. Tình cảm thật nó cao, nó này.